2016 đã chính thức khép lại với chiếc cúp vô địch được trao cho tuyển Bồ Đào Nha và nỗi buồn cho chủ nhà Pháp. Đây là một mùa Euro với quá nhiều những bất ngờ và kịch tính. Tuy nhiên, để những cung bậc cảm xúc xoay quanh trái bóng tròn được truyền tải một cách trọn vẹn nhất tới người hâm mộ thì cần phải kể tới những câu chuyện, phân tích, đánh giá của các bình luận viên ở trước, trong và sau trận đấu. Hãy cùng báo điện tử Vietnam Plus lắng nghe những cảm nhận của khán giả về công tác bình luận của mùa Euro năm nay. Công tác bình luận của VTV mùa Euro vừa khá là tốt, chuyên nghiệp hơn và tích cực hơn. Em cảm thấy vẫn có chút gì đó vương vấn tình cảm, không được khách quan cho lắm. Có vẻ như là những chiến thắng của đội vô địch thì thường bị đánh giá thấp hơn thực tế. Họ chứng tỏ được sự đầu tư, hàm lượng thông tin trước, trong và sau trận đấu rất nhiều. Tôi là một tư cách như một khán giả, tôi cảm thấy hài lòng khi mà xem chương trình. Mọi người khi mà bình luận thì có kèm với cả các câu nói chuyện vui vẻ và tạo hứng thú cho người nghe. Luôn ấn tượng với anh Nguyễn Tuấn Anh với một phong cách bình luận rất là năng nổ và nhiệt tình. Tạ Biên Cương vẫn là người để lại nhiều sóng gió nhất và để lại những câu chuyện khôi hài nhất. Ấn tượng với bình luận viên Tạ Biên Cương, em thích nhất là Tạ Biên Cương bởi vì là anh ấy có tầm hiểu biết rất là rộng về bóng đá và anh ấy có những câu nói rất là hay. Mình thích bình luận viên Tạ Biên Cương nhất. Em thì không ấn tượng với mình thích những bình luận viên ngày xưa như là Quang Huy cái thứ chẳng hạn. Những người đấy họ có cái am hiểu bóng đá rất tốt. Tôi nghĩ là để mà ấn tượng với cá nhân nhất thì tôi không nói. Tôi thấy rằng cái ekip làm chương trình rất tốt.